và bài tiếp theo là một cái bài mà Miu Lê vừa mới ra gần đây. Nhưng mà lý ra Miu nghĩ là nên diễn bản gốc, nhưng mà tự nhiên hôm nay cái cảm giác của Miu á là Miu thấy là cái không khí này nó rất là phù hợp với acoustic. Tại vì qua cái bài đầu, bài vừa rồi Miu diễn á, thì tại vì cái vị trí ngồi với cả cái không khí ở đây á, nó không phù hợp để kiểu mọi người có thể kiểu quẩy như này. Thì một mình Miu quẩy trên đây trông Miu hơi vô duyên, nên là Miu đã chọn một cái phiên bản mà Miu nghĩ là rất là hợp với không khí ở đây, là Vì Mẹ Anh Bắt Chia Tay acoustic. Mà bản này Miu cũng chưa từng diễn và chưa từng hát cho ai nghe hết, hôm nay là lần đầu tiên. Như là một món quà đặc biệt Miu dành tặng cho tất cả khán giả đang có mặt ở đây, cũng là lần đầu tiên Miu hát cái version này luôn. Nhưng mà bài này Miu xin phép được ngồi. Ê, nhưng mà cái ghế này cao quá, ngồi cái ghế này được không ạ? Bây giờ sẽ là Vì Mẹ Anh Bắt Chia Tay cho Miu ngồi để cảm giác kiểu được gần mọi người hơn. Cảm ơn. Lui xuống. Hơi run lần đầu tiên hát. Em sẽ nghe đông cười anh và thương.